Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại với một thủ thuật nữa trên ứng dụng Facebook. Đó là hướng dẫn cho các bạn cách hiển thị số người theo dõi trên Facebook trên điện thoại. Thì bạn muốn hiển thị số người theo dõi trong phần giới thiệu trên trang Facebook cá nhân của mình, nhưng không biết làm thế nào thì trong video này mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn nha. Thì đầu tiên các bạn phải bật theo dõi công khai hoặc là bật nút theo dõi trên trang Facebook của mình. Thì các bạn hãy mở ứng dụng Facebook của mình lên. Các bạn hãy mở ứng dụng Facebook của mình lên nha. Tiếp theo các bạn hãy chọn vào dấu ba dấu gạch ngang ở phía trên góc phải màn hình điện thoại. Tiếp theo các bạn lướt xuống và nhấn đến phần cài đặt và quyền riêng tư. Trong phần cài đặt và quyền riêng tư này các bạn hãy nhấn vào phần cài đặt. Tiếp theo các bạn hãy lướt xuống và tìm đến cái phần là bài viết công khai, các bạn click vào. Vì trong phần bài viết công khai này các bạn có thể thấy cái phần là ai có thể theo dõi tôi, thì các bạn hãy bắt nhấn vào công khai nếu như bạn đang ở chế độ bạn bè. Thì nếu bạn đang ở chế độ bạn bè như thế này thì các bạn hãy nhấn vào công khai. Thì các mục ở dưới thì các bạn có thể tùy chọn công khai hoặc bạn bè. Bước thứ hai là các bạn hãy bật hiển thị số người theo dõi trên Facebook. Thì các bạn cùng mở ứng dụng Facebook của mình lên. Tiếp theo các bạn hãy nhấn vào biểu tượng avatar ở phía trên góc trái màn hình điện thoại để vào trang cá nhân. Tiếp theo các bạn hãy nhấn vào ba dấu chấm. Tiếp theo các bạn hãy nhấn vào chỉnh sửa trang cá nhân. Trong phần chỉnh sửa trang cá nhân này các bạn lướt xuống và trong cái phần chi tiết thì các bạn hãy nhấn vào chỉnh sửa. Các bạn lướt xuống và các bạn có thể thấy cái mục người theo dõi, thì có 81 người theo dõi này chưa được bật lên. Thì để mà bật hiển thị số người theo dõi trên Facebook thì các bạn hãy click vào chỗ mà người theo dõi đó. Các bạn nhấn vào lưu. Rồi giờ các bạn có thể thoát ra để xem trang Facebook của mình đã hiển thị số người theo dõi chưa nha. Thì như các bạn có thể thấy là trang Facebook của mình đã hiển thị số người theo dõi trên trang cá nhân rồi. Thì các bạn lưu ý là trong một số trường hợp nếu bạn đã làm đúng và đòi đủ các bước trên nhưng không hiển thị số người theo dõi thì có thể là bạn chưa đủ 18 tuổi. Khi nào bạn đủ 18 tuổi hoặc là bạn thay đổi ngày sinh đủ 18 tuổi thì sẽ hiện công khai trên Facebook cá nhân nha. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách hiển thị số người theo dõi trên Facebook, trên điện thoại rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi.